Ông Huệ, em mượn đồ. Không có áo rồi đấy. Anh cua ơi, cho em mượn đồ nha. Kết à này à? Anh thấy trước nha. Ôi, anh thấy trong này chứ anh để ra ngoài này. Thôi em, bên đây là của em, bên đó là của anh. Anh, cái tủ như này bảo bên nào của ai, của anh cua hết mà. Sang quên cua nhưng mà em tìm thấy đây trước. Anh thấy trong này. Thôi em, anh, nhưng em tìm ở đây trước. Bên cả mày gầy, mày mặc áo này xấu. Cái gầy nhưng mà áo này nó dài hợp với em hơn. Không, anh, không, cởi ra. Không, cởi ra. Không có hợp. Anh không có hợp, anh mày. Này, này, này. Cái gì đó? Mày vào phòng anh mượn đồ. Chúng mày làm loạn hết cả lên đấy. Bây giờ như nào? Bây giờ không biết mặc áo nào, đúng không? Không biết phối đồ như nào cho đẹp, đúng không? Đi theo anh. Anh sẽ cho chúng mày biết thế nào là phối đồ hợp với cả cơ thể của mình. Ok chưa? Ok luôn, hai đi. Đứa đi luôn. Đi luôn. Đẹp nha. Rồi rồi, đẹp ok luôn. Thế, được chưa? Đi. Đỡ cãi nhau. Đi đi đi, đi ra ngoài đi rồi anh cắt ra. Anh ấy thì thực sự là chỉ thích mặc những cái local brand thôi. Cho nên là bây giờ anh sẽ dẫn chúng mày đi một cái brand cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam. Nổi tiếng ở Việt Nam. Ok. Local brand là những thương hiệu thời trang nội địa nhất định, chẳng hạn như Việt Nam bắt kịp xu hướng thế giới. Local brand Việt Nam đang dần phát triển và trở nên cực kỳ quan trọng trong nền thời trang Việt Nam với những loạt thời trang streetwear bụi bặm, đường phố và cực kỳ phong cách. Đối với giới trẻ hiện nay thì mình nghĩ nó không có gì là quá xa lạ cả. Vậy bạn đã biết cách làm sao để phối đồ cho hợp lý, phù hợp với giá tiền của mình, mua ở đâu và phù hợp với trang vóc chưa? Cùng No Way tìm hiểu cách phối đồ trong những vlog sắp tới nhé. Ok, mở đầu series local brand thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với một brand dẫn đầu và cực kỳ được nhiều các bạn trẻ Việt Nam yêu thích, và đó chính là Dirty Combs. Xuất hiện từ đầu năm 2016 là một trong những brand có cái tính riêng với những sản phẩm thời trang huyền bí. Chữ Y trên đồng tiền tượng trưng cho hiện thân của Dirty Coins, mang ý nghĩa trân trọng đồng tiền xương máu, thành quả lao động đầy mồ hôi và nước mắt dưới cái nắng Sài Gòn. Phong cách chính của brand là sự mạnh mẽ, táo bạo, luôn hướng tới cảm giác mới mẻ và phong cách sống tích cực cho các bạn mê streetwear và street style. Để đánh dấu khẳng định sự tồn tại của mình, Dirty Coins đã có tổng cộng 9 cửa hàng ở cả thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Hà Nội. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những cửa hàng của họ ở số 41 Quang Trung, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng của một bộ outfit nói riêng và trong thời trang nói chung đó chính là tỷ lệ. Tỷ lệ đơn thuần bạn có thể hiểu là ngắn và dài, rộng, chật. Chỉ vậy thôi, nhưng mà xoay quanh nó là hàng trăm sự kết hợp để phù hợp với cơ thể mình. Ví dụ khi mà các bạn muốn mặc một chiếc quần ống loe rộng cạp cao thì chiếc quần này sẽ phối với một chiếc áo bó và ngắn. Còn nếu mà các bạn muốn chọn cho mình một chiếc quần short trên đầu gối thì hãy phối cho mình với một chiếc áo hoodie rộng rãi như thế này, kèm theo một đôi vớ cao cổ nữa thì chắc chắn là các bạn sẽ có một bộ outfit cực kỳ đẹp rồi. Còn nếu các bạn chọn cho mình là một chiếc áo hoodie oversize rộng như thế này thì hãy chọn cho mình là một chiếc quần bó short cycling giống như các bạn nữ hay mặc ấy, kèm theo một đôi giày cao cổ nữa là cực kỳ đẹp luôn đấy. Như các bạn có thể thấy thì ở phần trên của mình hơi mập một chút, nhưng mà ở dưới chân với cả cổ chân thì khá là nhỏ so với cả tổng thể. Để hở cổ chân, tạo không gian giữa giày, quần và áo. Duy ra anh bảo. Đấy, thì đây, những cái dáng người mà cao và ốm như Duy ấy, ốm thì nên mặc những cái đồ oversize để cho cảm giác nó thoải mái với rộng rãi hơn. Thì bây giờ em đứng đây nhá, để anh chọn cho em một bộ ha. Đứng đây. Đây là một chiếc quần thì anh thấy khá hợp với dáng em. Cái quần này thì nên đi với một chiếc áo. Để anh xem này. Đây rồi.
Thích màu xanh không? Được, màu xanh. Hay em tím? Màu tím với màu xanh không? Thích hơn? Màu tím. Thế mà, thôi được rồi. Đùa chết. Đây. Đó, thì đây là một bộ mà mình thấy khá là hợp với cả Duy này. Bây giờ em vào thử đi. Ok. Ừ. Anh Nguyên. Dạ. Tìm gì tìm lâu đây? Em xem áo à. Đây, vào đây. Được. Với những cái bạn mà có chiều cao mà hơi khiêm tốn như thằng em tôi đây thì nên tránh mặc những cái quần bó ha. Ừ. Tránh mặc những cái quần bó đi. Làm thân với cả một cái quần này này. Với quần mà xót ngắn như này thì nó sẽ hợp với em hơn. Bướm nhá. Thích bướm không? Thích bắt bướm không? Đây này. Được. Được không? Thử luôn cho anh. Anh ơi, anh có phải idol không? Anh đẹp trai quá, cho anh xin tấm hình. Ôi, đẹp trai ghê lắm. Để anh tự mở anh bấm luôn. Mở, được chưa? Nhưng mà thấy nó ngoài được không? Nhìn được đấy, hả? Nhưng mà hơi trống trống. Nên anh chuẩn bị cho mình một cái ba lô rồi. Đâu anh? Đây, anh để đây. Ba lô chắc nhờ. Đứng yên. Nào, đứng ngang ra. Đứng ra, anh để em. Đấy rồi, anh xò tay vào. Được không anh? Đó, anh bắt đầu anh giống anh của em rồi đấy. Trời ơi. Hợp lý rồi đấy. Chuẩn. Làm lại nha. Ê. Đi anh đây. Anh thấy cái quần trắng nó không hợp đâu. Không mày, hợp á? Mày thay quần này đi. Quần đỏ. Giống anh luôn. Mày là em anh đúng không? Okay, đúng không? Ok. Mặc đi. À, đúng là em của anh rồi đấy. Trắng đỏ. Này cao này không? Hợp lý, tất cả đều hợp lý. Trừ mỗi một cái đó là chiều cao thôi. Nhưng mà với cái bộ này thì đội mũ đen. Mũ luôn. Cuối cùng thì mình đã dụ được hai thằng em để cho chúng nó vào thay đồ rồi. Còn bây giờ mình sẽ phối cho mình một bộ mà mình ngắm từ lúc mà mình đến cửa hàng rồi. Thực ra là mình tên Long, cho nên là vừa vào đập vào mắt bộ này là mình chọn luôn rồi. Anh em thấy được không? Được của nó thì thế. Làm gì đấy? Kéo nó em phải để kéo lên mới đây em. Ừ, kéo lên. Nhìn lịch sự chứ mày làm gì có nước đâu mà mày kéo xuống như này. Kéo lên nhá. Ai, không được em. Nhảy. Yên, anh bảo. Cái áo kia như thế thì ngầu. Còn của em ấy là phải bỏ xuống bởi vì em mặc áo trong mà. Em tưởng kéo lên là ngầu. Em mặc áo trong đúng không? Em phải lộ cái này chứ. Lộ cái bánh này à? Đúng rồi. Rồi đó, đẹp trai rồi đó. Thấy chưa, khác hẳn không? Cái này á? Ừ. Chắc chưa? Được rồi. Ok thì hôm nay bọn mình đã kết thúc cái gọi là cuộc phối đồ cho một bạn chiều cao hơi khiêm tốn và một bạn ốm. Thì các bạn có thể thấy là khi mà vừa bước vào tới cửa hàng có thể thấy là một không gian rất là sang trọng. Đó, nhân viên thì nhiệt tình và giá thành thì khá là phù hợp với cả sinh viên. Đó, thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và Dirty Coin. Mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ cho bọn mình ở những video tiếp theo nhé. Thank you.